Local Support Phú Minh Thành. Cái chứng chỉ thi IGP gọi là IGP ấy, mình đọc tiếng Việt thì cứ là đọc là IGP1, IGP123 thì nó khó hơn, nó nhiều nội dung hơn là cái BH buổi sáng, bài thi nó cũng dài hơn, bài thi dài hơn và yêu cầu khó hơn. Coi như là thí sinh này là một mình nó là thi như vậy là thí sinh này là một mình nó là thi hai nội dung BH buổi sáng nay và giờ là nội dung IGP. Ta sẽ thấy những cái đoạn dừng chờ, những đoạn dừng chờ là vì thí sinh sẽ phải chờ giám khảo lệnh khi nào tiếp tục. Vì với mỗi phần thi là giám khảo người ta sẽ chấm điểm và người ta sẽ ghi vào quyển sổ. Nên cho nên là nó cần có một thời gian chờ đợi. Eco Support. Tốt, xuất sắc đấy. Đó, mọi người ở góc quay này mọi người sẽ nhìn thấy cả giám khảo, mọi người sẽ thấy là với mỗi một cái phần thi là với giám khảo người sẽ chấm điểm và ghi vào sổ. Sự khởi đầu nan, người thi đầu tiên thường là người có sức ép tâm lý.
vừa rồi là không đủ độ sai. Tốt. Xuất sắc. Sẽ bị trừ điểm một chút thôi vì là phải lệnh hai lần. Rất là tốt rồi.